nước ra này. Quá trời nước luôn. Đấy. Cái máy ông nào mà cứ chạy hạ thủy phần xong phải xem cái nước như vậy mới biết cái máy nó có ngon hay không. Chứ chụp cái hình cái máy không mà không thấy cái phần mà xả nước ra là nhiều ông buồn lắm. Đó. Nước nó ra quá trời, trong vắt luôn nha. Nước nó ra mà nó có màu đục đục á, có nghĩa là nước nó ra kéo theo cái mạch ong đó, là cái máy đó dởm á. Nước nó ra nó phải trong vắt như vậy nè. Và nước mà ra nó có màu đục có nghĩa là hao hụt mật ong rồi, nó mất mùi mất màu luôn rồi đó, nó kéo theo mật ong đó. Đấy, nước quá trời. Đây à, mình... Đấy, xong quá trời nước. Xong lại xả mật ra. Xong một mẻ tiếp tục.